Ơ chú về đây ngồi đi, ngồi đấy làm gì? Đấy đừng đừng xuống dưới cho chú ngồi đây. Đấy chú ngồi giữa đi. Đây cháu gì ngồi đây? Đừng ăn uống Coca nhé. Vâng, uống Coca ăn được chú ạ. Bia thôi. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng tất cả các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mê Linh. Hiện tại thì Linh đã đưa được anh chị bị mù đó. Thì hiện tại đang đến khu vực Hà Nội rồi. Đang từ Nội Bài đi vào trong cái khu vực gần Bệnh viện Mắt Trung ương. Thì đang trên đường đi vào. Thì còn cách tầm khoảng hơn 20 cây nữa thì sẽ đến. Và hiện tại thì là cũng gần vào 4 giờ rồi. Thì nếu mà đến được bệnh viện thì họ cũng nghỉ rồi. Thì Linh cũng quyết định là để sáng ngày mai là sẽ đi lên cái khu vực Bệnh viện Mắt Trung ương đó để khám. Hôm nay thì cũng được cô chú Kiên Hương ở Hà Nội có mời là qua nhà để ăn cơm với cả nghỉ ngơi tại đó. Thì cô chú nói rằng là đi qua chỗ cô chú ngủ đỡ phải tốn tiền chi phí, giảm chi phí cho hai vợ chồng đây, đặc biệt là chị mù 5 con đây. Gia đình cũng rất là khó khăn. Thì Linh cũng quyết định là rất là cảm ơn cái tấm lòng của cô chú Kiên Hương rất là nhiều. Hiện tại thì Linh đang trên đường để đi ra chỗ nhà cô chú rồi. Một lúc nữa thì sẽ ở lại nhà cô chú. Chị thì cũng đã ngủ rồi. Đi xe ngồi lâu quá mệt, say xe nữa. Rất may là anh chồng thì là không say xe, còn bế con rút được. Rất là cảm ơn các bác Mạnh Thường Quân ở trên kênh của Trung Thắng đã luôn đồng hành và tài trợ để có thể giúp đỡ được bà con ở vùng cao có thể chữa trị những căn bệnh mà đối với họ là một cái gì nó khá là khó khăn. Ở trên vùng cao thì nói thật với các bác rằng để điều kiện ăn uống hay học hành cũng rất là khó khăn rồi. Bây giờ đến mà mình ốm đau bệnh tật để được đi xuống đến Hà Nội khám thì thực sự nó là một cái điều gì đó quá là mơ ước với cả bà con ở vùng cao. Nói thì hôm nay thì Linh cũng giúp chú Thắng là đưa chị mù 5 con đó để đi xuống Hà Nội khám. Thì Linh cũng rất là cảm ơn quý nhà hảo tâm đã luôn yêu thương đến gia đình nhà chị để Linh có thể là một người kết nối giúp tất cả các bác có thể đưa chị đến Hà Nội, đặc biệt là vào Bệnh viện Mắt Trung ương để có thể là tìm lại đôi mắt cho chị, để chị có thể về có thể tiếp tục cái cuộc sống hàng ngày trên nương rẫy, trên những mảnh núi đá vùng cao rất là khó khăn. Thực sự là đối với con người mà để thiếu đi đôi mắt tay chân thì thực sự là nó là một cái cuộc sống nó rất là khó khăn và không còn ý nghĩa. Bây giờ đang ở trên đường ấy các bác. Bây giờ thì vẫn chưa tắc đường, tầm khoảng 4 đến 5 giờ thì thực sự là cái tuyến đường này nó cũng rất là đông. Linh sẽ đi theo cái đường ngoại ô, còn nếu mà đi vào theo cái đường trung tâm lúc nãy rẽ đường đi Hà Nội Bắc Ninh kia thì nó rất là đông, khả năng là nó sẽ bị tắc đường. Ngày xưa thì Mỹ Linh cũng học ở Hà Nội một năm nhé các bác nhé. Ngày xưa thì cũng học trường luật, sau đó lại không học, lại sang học Học viện Hành chính Quốc gia, sau đó lại không học nữa. Cảm thấy trình độ mình không đủ nên là thôi học luôn. Không phải thôi học đâu, nhưng mà tại vì là ở Hà Nội này cái chi phí nó sinh hoạt nó khá đắt đỏ, và gia đình Mỹ Linh thì cũng là ở vùng cao, cũng là người dân tộc nên là cũng rất là khó khăn. Một tháng ba mẹ gửi cho 3-4 triệu nó là một cái thứ gì đó rất là lớn. Một ngày thì thực sự ấy, các bác là ba mẹ Mỹ Linh không thể kiếm được nhiều như thế được để có thể gửi cho Linh học đây. Rất may là xin được học bổng ở bên Trung Quốc thì họ bao hết tất cả chi phí học hành và hàng tháng họ vẫn cho tiền để sinh hoạt. Thì Linh quyết định đi sang đó để có thể giảm bớt chi phí cho bố mẹ. Đây là đang đi qua cầu Nhật Tân nhé. Xem bản đồ tí ạ, nhầm ấy. Xuống cầu nhá anh ơi.
sai cái là rất là khó qua lại được. 500 mét nữa, đi theo đoạn đường nối tới cầu vượt Vĩnh Ngọc, đường 5 kéo dài. Cứ phải xem Google Maps cho nó đảm bảo các bạn. Như rẽ đoạn trên kia kìa. Giao thông tóm phạt là mệt lắm, đi giúp bà con này cuối cùng lại bị mất hết tiền thì thành ra là mình không giúp được bà con cái gì cả. Đoạn đấy nhở lên thẳng đại lộ Thăng Long ấy ra nhỉ, cứ thẳng thôi, giờ cứ đi thẳng. Mấy cây nữa mà. Có mệt không anh? Đi bố lì à? Nôn á? Anh bé nói gì à? À anh già đấy. Anh già với chị đấy, đấy chị thì cứ ngủ rồi, cứ nằm này các bác, mắt thì không nhìn thấy gì. Không biết là mình đang ở Hà Nội hay thế nào. Anh già hỏi chị xem có biết là mình đang ở đâu không? Nói thì bộ bao này thì bé nhỏ thì à? Bao à? Không biết luôn. Đang chị là mệt lắm rồi ấy. Con cũng mệt. Sợ đi. Cố gắng lên nhá. Bây giờ mình về nhà cô chú Kiên Hương mình nghỉ ngơi, không ăn cơm đấy. Ngày mai mình đi khám, hôm nay là mình cũng đi khá là nhanh rồi nhưng mà không kịp giờ được. Tại vì là di chuyển nó khá là xa. Ngày xưa là đi nó còn xa hơn các bác, nếu mà không có đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kia thì khả năng là bây giờ còn chưa đến Hà Nội đâu. Khả năng bây giờ cho là 3 rưỡi đi thì khả năng là phải 6 giờ mới đến Hà Nội được. Hoặc là hơn nếu mà mình cứ đi cái tốc độ chậm này. Bắt đầu là đi vào đến phố Việt Hưng rồi các bác. Đi thẳng sắp đến rồi. Ui dồi ôi, ở đây một khu là nguyên xe rồi các bác. Trước mình vào là cũng đi đường này nhờ lửa nhờ. Đúng rồi. Nhớ kích. Nhớ. Mình nhớ mang mang. Vẫn thấy đi qua có công ty đây. Có nhiều ô tô đây thôi, không biết là khu này bán xe. Chiều các bác không biết khi nào ấy có xe đi ấy. Dễ ăn hay thẳng ấy? Cứ đi thẳng, chưa đến. Nhẹ cái thằng này. Dễ, đoạn trái này cũng được nhưng mà cứ đi thẳng lên trên kia dễ cũng được. Ủa nhà anh vượt luôn đi. Dễ vượt. Vượt ra nên kia nó bổ ra đấy. Sắp đến nhà cô chú ở Kiên Hương. Ông bà ngoài khu này có chỗ để xe ô tô của nhà? Có, vâng. Dưới trái Linh vẫn khá là nhớ nhà và cái địa chỉ của chú ở. Vì lần trước cũng đưa bé Thỏ đi khám mắt một lần và cũng có ngủ lại nhà của cô chú rồi. Dưới trái đây xong dưới phải luôn là đến. Cái xe bán tải đen quên chắc đỗ bên này. Bác đấy là bác Kiên Hương là cũng có con CRV này nữa. Hai con nhiều xe lắm. Mệt quá. Ở đây mở quán này. Cháu chú nhá. Vừa đi làm về chú. Vâng vâng.
Vẫn khỏe chú? Anh em ơi. Lâu quá không gặp chú ạ. Ai kia? Đây đang trên này đưa cái chị mù mà chỗ chú Thắng đưa đi khám mắt. Thế mà cô Hương sáng không nói gì, cười về. Ôi giời. Đang vào trên này có hội. Vâng vâng. Đấy, poster đấy. Đi bốc chơi đấy tốn tiền lắm. Vâng. Không nhìn thấy đâu. Không nhìn thấy đâu chú ạ. Anh nhìn bảo là thuê nhà nghỉ gần đây ngủ, nhưng cô bảo là đi làm gì cho nó tốn tiền. Lửa ơi xuống ơi. Lửa đi à? Vâng. Mệt không? Cũng bình thường thôi, chỉ có mỗi chị là hơi say xe nên là nôn nên là hơi mệt một chút. Mẹ phải bảo anh lái xe mệt chứ. Đã hết cả người đi. Sao quần mình rách hết rồi. Lừ. Ấy. Đây đây túi. Không vâng. Đưa chị xuống kìa. Đi vào đi. Đỡ chị xuống đi, đóng cửa. Xuống mà không đóng cửa. Vâng vâng. Đây bảo 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 cái chân ấy. Đấy đấy đấy. Đỡ đỡ hẳn veo. Rồi ok. Chú là vừa đi làm về luôn à? À vâng. Đây lửa dân rồi đây. Đấy trẻ con khóc. Dạ. Đây xe ở trên vẫn đỗ đây. Vâng. Úi sao con Porsche này cứ vòng đi vòng về nhỉ? Như họ đi khoe xe ra nhỉ? Đi tập xe hay sao? Đấy con quy chất này. Đấy bảo cười rất ra lửa. Ngồi nghỉ lại nhà cô chú. Mai đi bệnh viện cho nó gần. Cô đang xem kênh mình kìa các bác. Đấy đi vào đi anh em. Con bảo cô chú bảo anh lấy vợ đi xong à đỡ buồn. Vậy không sao được. Lâu lắm không gặp đại ca này rồi. Hôm nay nó đi Hà Giang chơi rồi đấy. Vâng vâng. Ê ngồi kia anh. Nó nóng quá để bật quạt. Cũng bình thường nữa. Ê lửa ngồi đi. Thế là nó phải không phải em bé đi à? Không có ai trông ấy. À. Vâng. Nó có uống nước đi chăm sóc sức khỏe đã. À. Cảm ơn cô chú nhiều quá. Thôi vấn đề gì. Cô bảo tối nay ngủ luôn đây này cô xả nhé. Vâng vâng. Đi ra nhà nghỉ đi cũng chỉ ngủ thế thôi mà. Mọi người có thể ngủ quý cho thôi. Vâng. Hỏi chị sẽ mệt không anh già? Chị chắc là hơi mệt đấy. Say xe. Nó buồn no à? Nếu mẹ nó no mà tôi lúc là chuồn rồi nhá. Chỉ no là nó. Chỉ no. Hay là nó có mệt cho con nằm. Vâng. Lì mà ấy mì pư nhá. Lì máy mì pưng là nè. Thôi cứ ngồi nghỉ một tí đã. Vâng. Nhưng mà lì bút lì à? Hào đệ tắm mà pưng nhá. Thôi ngồi nghỉ tí. Đây ngồi đây anh ơi. Ok. Chú là fan hâm mộ cứng của Mỹ Linh ấy các bạn. Úi dồi. Con này là cứ phải một lúc nữa nó mới quen cơ. May là không say xe mấy nhỉ. Kệ nó cậu.
Ừ, cô nó gần gần đến cháu rồi, cô nó có cắn không ấy? Không không, cháu bỏ cái gối xuống ngồi sát lên trên này. Cháu để cái gối ra kia. Cháu xuống ngồi sát lên đầu đấy. Cô ơi, cô ơi. Không. Bảo rồi, miếng thôi. Đây, cô để đi qua. Sợ quá. Đây, xuống ngồi đây, nó không đi ra. Cho nó cắn lại. Con này mồm nó to, nó chưa cắn ai đâu nhưng mà à. Mồm nó to. Sợ nó cắn cái là biết luôn. Khổ. Nó làm cái mồm dạng thì thôi. Chị bảo cứ ngồi một tí ra cô ạ. Chắc kiểu chưa muốn ngồi cho nó thoải mái. Tại hôm nay nôn nhiều quá. Bây giờ thì không kịp giờ rồi các bác nhé. Bây giờ là 4 giờ hơn rồi thì bệnh viện người ta cũng nghỉ rồi. Ngày mai sáng ngày mai đi sớm. Từ đây là ra chỗ nhà cô là ra bệnh viện nào? Rất là gần, 6 cây thôi. Là đi khám ở bệnh viện mắt trung ương luôn. Cô đã chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi các bác. Ui dồi. Thế là lúc đấy là cô đã chuẩn bị từ trưa rồi à? Không, đây mới có bánh trưng, chứ bánh trưng nhà chú Kiên. Vất vả nhà cô quá. Đây lại nem đây. Thôi nấu bình thường cô không, ở bọn con cũng không ăn gì mấy đâu. Không, cô nấu bình thường. Mỗi rau luộc với thịt rang với ít nem thôi. Vâng, vâng. Thế cái bánh trưng này là nhà chú Kiên mới gói ấy. Vâng, vâng. Cảm ơn cô chú nhiều quá. Lần nào xuống cũng làm phiền. Đấy, thà hơn không quen, tốt hơn quen, thì cứ xuống làm phiền thôi. Và cố gắng tiết kiệm cho hai vợ chồng nhất có thể. Nó không quen ấy. Ôi giời. Theo nhưng mà ngoan lắm, hôm nay ngồi xe không khóc, không khóc mấy đâu. Ngoan nhở? Vâng. Ồ, mẹ nó trắng thế nhở? Trắng mà. Thế là mẹ nó mới bao nhiêu tuổi? Cháu ní muộn thôi cháu hả nhỉ mẹ? Ờ? 38 tuổi rồi. Năm con ạ? 9 tuổi mình nhuổi rồi. 5 đứa con. Chị mù 5 con. Đây ngồi nghỉ đây uống nước này anh, hào lên nhỉ. Đây uống nước này. Chắc không cần phải nấu nhiều đâu mà cô. À, cô đang sắn nem các bác. Lâu lâu không ăn nem của cô lại nhớ. Vâng. Đây nhiều món lắm. Bánh trưng là bánh trưng mới gói. Vâng, vâng. Trưng. Không khí Tết lại ùa về. Chú phải mua ốc đấy đi câu à? Vâng. Ui dồi, một cháu đi bất chợt đấy. Xuống cô Hương còn hỏi là đấy, cô Hương còn bảo con trước ấy. Không, lúc đầu là định bảo là thuê nhà nghỉ ngủ thôi, ngại ấy. Cô thì cứ bảo, cô bảo là cứ đi xuống nhà cô ngủ này cho nó tiết kiệm chi phí. Vâng. Đi ở nhà nghỉ thì nó hơi phí. Vâng. Ê, em bé là cô chú nấu cháo cho các bác rất là chú đáo luôn. Lửa lửa rớt vào đây. Cẩn thận. Đây, cho ngồi đây này. Đây, cho chị ấy ngồi ghế kia cho nó rộng lửa này. Anh chồng ngồi đây. Đấy, chị ngồi đâu không được. Ngồi đâu không được. Anh bế trẻ con đi, phù hợp mình nhỏ à. Nó không lấy à? Nó lại không lấy cơ. À thôi kệ, theo mẹ cũng được. Đấy, cứ đòi theo mẹ thôi. Thế hôm nay là đứa này là ở nhà là không có ai chồng anh. Anh già.
Chúng mình nhờ men đi chỉ một hình do lở. Không có ai trông luôn các bác. Lử xem là thiết kế một cái bát với cái thìa cho chị mù ấy. Chị thì chỉ ăn được thìa thôi. Đây thìa đây. Nóng mà nhiều zin. Chắc khả năng lúc đấy mình đến mới bị đốt. Em bé ăn có cả cháo. Vâng, tí nữa anh già cho em bé ăn nhá, ít nữa mà phú và mình nhỏ no nhá. Đây không, để chú ngồi đây, cháu trẻ và cháu. Vâng. Úi dồi, cô chú ngồi trên chứ bọn con ngồi dưới thôi. Không, cho chú đấy ngồi cạnh vợ, xong còn gấp cho vợ nữa. Vợ mua cho nên cháu phân hình non đây. Gấp đi, đừng ngại. Ngại vợ không được ăn à. Nên chua rồi. Đưa hẳn cho vợ cầm tay luôn đi. Đừng đưa bát tí rơi. Đây, lấy tay thôi. Cảnh khó cho bác. Đúng là có mắt. Đây, nó chỉ ăn cháo không thôi. Vâng. Rồi, kệ nó, cho nó ở với mẹ nó cũng được. Không nhẹ rồi. Tức là vừa uống mấy ly rượu chỗ lửa mời lên cơm. Vâng. Đây, bánh trứng nhiều đây mọi người. Đây, tất nhiên cơm nóng hổi. Ăn đi, ăn đi, anh già, ăn đi. No đi. Ăn đi cho đảm bảo sức khỏe. Anh già ăn xong là sớm. Đây, cháu cho xin nhá. Chú về đây, ngồi đây làm gì? Để xuống dưới cho chúng ngồi đây. Đây, chúng ngồi giữa đây. Chúng ngồi đây. Đây, cháu gì ngồi đây. Hai thằng uống coca nhé. Vâng, uống coca ăn được chú ạ. Bia thôi. Cô bảo này, trước hai ông làm một lon bia đi. Chế một lon thôi chứ. Hai lon đủ. Không, một lon này. Cô uống đá không cháu? Cháu không cần ạ. Viêm họng. Ở trong đây cô chú ăn cơm nhá. Mấy anh em nhá. Tự nhiên. Cô Hương ăn đi cô. Vợ. Ui ồ. Chú kia uống nhá. Cho ông hai. Tôi giải quyết nốt cái chỗ này đi. Không uống hết được đâu. Đây, cốc chú ơi. Chú có coca đúng không? Cháu bỏ bia rồi. Cô bảo này, rất nhiều bánh trưng. Mai em bỏ. Tối nay mình quay cho con. Mai em bỏ. Mẹ, cháu bảo. Đấy, gấp cho nó ăn đi nhá. Xem nó ăn gì không? Lấy bánh trưng cho hai vợ chồng. Vâng. Ăn đâu mà, nhưng mà cái thơ ăn đâu mà. Cháu không ấy, cô phải nấu cho ấy. Nấu riêng cho nhưng không? Cháu mới nước xương. Vâng. Nó ăn là vui rồi. Đây, lấy thêm một cái bát, cháu lấy một cái bát cho chú Kiên đi. Đây, chú uống coca thôi. Anh em mình uống thôi. Cho hai vợ chồng để đây. Chú không uống nước ngọt được, tôi làm nghe. Chú đây này, cháu quên mất. Đây này, lấy thêm cho bác. Đây, cô chú ngồi đi. Ủa rồi, không cần phải. Cô chú
chú tiếp chú đáo quá, bọn con cũng ngại. Cái gì cũng ngại. Ừ, thế này là nhiều lắm rồi. Đấy, ăn đi nhá. Mai đi khám nha. Ăn đi cháu. Cảm ơn cô chú nhiều quá. Ôi. Ôi, con mời chú nha, mời cô nha. Vâng. Ôi, đúng như lời. Hơi mai bỏ. Xe. Hôm nay chị ăn mới ngủ. Mời nhá. Cảm ơn chú nha, cảm ơn cô chú nha. Mình ngồi uống đá. Cái gì không uống? Tao mà không lái thì tao uống ấy. Cái mai mày lái thì tao uống nhá. Tăng chưa có tự tin hết nhỉ? Cô ăn đi cô. Đúng rồi. Cô cứ đi làm cái gì? Cô ăn xong đến nơi rồi. Thôi cô cứ ngồi đi cô. Cô béo quá, cô ăn ít thôi. Con mời chú nhá. Vâng. Ăn đêm đi được. Lâu quá không ăn nem cơ. Xưa ăn nem của cô suốt. À, ăn nem thì ăn mấy cái nộm ấy. Vâng. Nó không lấy đâu ạ. Không phải uống đá. Bảo anh lấy với vợ đi xong là để hai ba đứa xong là ông bà nhà nó vui cười. Đó là đi câu. Hả? Trong cháu đó phải đi câu. Dạ. Cô chú bảo anh không lấy thì mấy nữa con lấy là gửi một hai đứa xuống đây cho vui nhà vui cửa. Nếu mà đặt nhập tin thì được. Vâng. Mấy đơn trăm trẻ con thì có. Vâng. Cô chú ạ. Em bé ăn được không? Nói ăn được đấy. Ê, chắc lạ lắm, ở nhà kiểu cổ ông xuống đây kiểu nó hiện đại quá, nhìn hơi lạ. Thế cho ngồi nghỉ đây nhỉ? Chị ơi, nhà mẹ ấy phút xưa nè. Ôi rồi nó cũng lấy luôn. Úi giời. Đấy. Không lấy luôn. Úi giời ơi. Khóc to. Bơ. Đấy. Nó nhiều các bạn. Đấy xong rồi bảo vợ em uống sữa thì bóc cho vợ uống sữa. Nhá. Quên là các bác anh già thì mình nói tiếng phổ thông thì không hiểu đâu, chỉ nói tiếng Mông thôi. Im gì vậy? Em chỉ trách mà phút sữa lên nhá. À không uống à. Thế thì uống nước. Chị say xe quá các bác. Lần đầu tiên được đi xe ô tô. Đấy ngồi đây xem TV đi. Ôi cô ấy để bọn cháu dọn cho. Thôi. Cô khách khí quá. Cháu cũng ngại. Vâng. Anh già ơi. Phụ trách à? Trách mà non đón gì à? Thế đảm bảo nhá. Sợ sai đấy. Sợ đói đấy. Hỏi chị em đói không? Không thì ăn hoa quả đây. Nó mì tôm nó. Mấy nhà mẹ. Nó thì các nụ chín nọ, các nụ nhôm không có chín nọ. Mai đi khám là không được ăn nữa đâu. Sáng mai là không được ăn nữa. Có thử máu chứ. Có thử máu chứ mà.
không khám gì không thử hết chứ. Vì đây là không phải bình thường đúng không? Nó vâng, vâng. Rồi. Nước ấy. Vâng. Là nhiễm trùng cái gì đấy sao? Vì giúp vi giết. Lử lấy nước rồi. Cô chú rất là chú đáo nha các bác nhá. Thực sự Linh rất là cảm ơn tấm lòng của chú ở nơi đất khách xa người, đặc biệt là khu vực Hà Nội đây. Đấy, ngoáy ngoáy kìa. Vâng. Nước atiso chú. Đấy, ra chú kia ra, xe đây. Thời tiết ở Hà Nội thì bây giờ cũng đang mưa phùn này các bác. Lấy xuống đi, lấy hẳn cái túi đây luôn. Đấy, lấy vào trong kia thay cho con luôn. Mai là bắt đầu đi ra bệnh viện để khám nha các bác. Đấy xong thay bỉm lên nó nhá. Ừ. Ôi, cái video trong ngày hôm nay của Linh chắc cũng đến đây kết thúc rồi. Cũng rất là xin chân thành cảm ơn đến cô chú Kiên Hương đã tận tình chú đáo khi đón Mỹ Linh cùng với cả anh chị mù đây, chị mù năm con đây xuống đây để khám bệnh. Thì rất là cảm ơn cái tình cảm của cô chú rất là nhiều, đã giúp đỡ cho đoàn đi xuống đến Hà Nội đây nghỉ ngơi tại đây và ngày mai lại tiếp tục đi ra bệnh viện mắt trung ương để khám. Hôm nay thì cũng đi do là khá là muộn rồi nên là không thể đến bệnh viện được, không thì là chiều nay là cũng đến để khám luôn rồi, không được thì sáng ngày mai sẽ bắt đầu là đi khám. Các bác nhớ đón chờ những video để đón những kết quả khả thi nhất đến cho chị mù năm con ở khu vực Hoa Mạc Đá. Đó. Video đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác ở những video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh nhé.